Xin thân mến chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube của mình. Đây, bữa nay thì mình đang lội ruộng đây các bạn ơi. Lội ruộng để quay cho các bạn về cái video là những cái điều ít ai biết về máy xúc khi làm nội đồng. Thì vẫn là con Komatsu PC 75 Uru trừ 2E phiên bản độ cần dài đây. Bữa ngày hôm nay thì chiếc máy này không có tắp bờ to gì nữa các bạn ạ, mà lại chuyển sang là khơi thông dòng chảy và đắp một cái bờ nho nhỏ bên phía bên tay trái bên hông trong ảnh của các bạn đây. Đấy, cái bờ to kia thì bây giờ hiện tại thì máy không cần phải đắp nữa, thay vào đó là đắp một cái bờ nho nhỏ bên này để ngăn cách giữa cái đường và cái ruộng ở bên này, đồng thời đó là làm một cái bờ mương nho nhỏ để giúp cho thông tháo đường nước để họ có thể giúp dân với việc là sản xuất vụ mùa. Đây, đây một cái đồng đã được gặt cấy hai xong xuôi hết rồi. Bên trái các bạn là những cái hàng lúa đã được gặt, bây giờ nó đang mọc lên. Ở ngoài Bắc mình, ngoài quê mình họ hay gọi là lúa dại. Cái lúa này thì bây giờ là sau khi cấy hái gặt xong thì nó chỉ còn những cái bông nó mọc lên. Bông này thì là lép là nhiều, còn được lúa thì không được bao nhiêu đâu. Cái này thì họ để cho nó mọc hoang dại vậy thôi, để có cho vịt cho gà ăn thì cho ăn thôi, còn không thì có chỗ thì họ quây họ nuôi cá các bạn ạ. Đấy. Thì bữa nay thì mình hé lộ một số cái điều bí mật mà ít ai biết về máy xúc khi đi làm kênh mương nội đồng. Thì như hẳn các bạn cũng biết rồi, làm kênh mương khó của kênh mương, làm nhà khó của làm nhà, mỗi cái đều có cái khó. Thì trong này nhỏ các bạn đây là vẫn là con phiên bản độ gần dài màu xanh lá cây đang thi công đắp bờ ở đây. Thì trên cái đường mà chiếc máy đang đậu đấy, con máy đang đậu của anh ấy là không đắp nữa, mà thay vào đó là đắp mới cái bờ bên này hoàn toàn các bạn ạ. Đây, một cái đoạn bờ đắp mới hoàn toàn cái cánh đồng bên cánh lúa đấy. Thì cái mương cũ của nó ấy các bạn, là cái chỗ ở cái chỗ cái gầu đang đảo đấy, cái mương cũ của nó bé thôi và ở đấy nó có một cái bờ nhỏ. Bây giờ chuyển sang lại thì đắp lại một cái bờ to. Vì lúa ở ngoài Bắc này thì thông thường họ hay cấy là chủ yếu, ít khi xạ như trong miền Nam lắm. Trong miền Nam thì họ hay xạ, chứ ngoài Bắc này thì số lượng cấy. Bây giờ thì họ sẽ khai thông dòng chảy, đắp kênh mương mới cho nó rộng hơn, thì họ sẽ bắt đầu là tiến hành gieo xạ đấy. Đi làm nội đồng này rất nhiều anh em hỏi có khó không? Khó chứ sao không? Khó là làm sao phải đẹp. Đã đi làm cho dân là phải đẹp. Có đẹp thì mới lấy được tiền, và có đẹp thì người ta mới thuê. Đấy. Thì trước màn này nhỏ các bạn đây, các bạn có thể thấy không? Một cái dãy rừng cây rồi lúa nó dài bạc ngàn luôn, không nhìn thấy bờ đâu và đã bị che khuất tầm nhìn. Thì công việc chủ yếu của bác lái bữa nay là phải đắp một cái bờ. Đấy, căn thì căn làm sao để cho bờ nó nhìn nó thẳng. Tất nhiên là tuyệt đối thì không được tuyệt đối, nhưng mà cũng phải tương đối một chút xíu các bạn. Đấy. Bờ này các bạn có thể nhìn thấy không? Anh ấy dựa theo là cái cảm nhận khi đi làm nhiều năm kinh nghiệm, không có cắm cọc cắm kết gì đâu, không cắm cọc gì đâu, chạy dài như vậy, cứ căn theo cái bờ cũ thôi. Nhưng mà không phải là đắp cái bờ này theo bờ cũ, mà đắp cái bờ này to hơn cái bờ cũ. Tức là cái bờ cũ là so với chỗ máy đứng kia nó bề ngang khoảng 1 mét, thì đây đắp ra 2 mét, tức là đắp rộng ra. Đấy, vậy thì làm sao để nó có thể căn được cái bờ này cho nó đẹp các bạn. Đấy, cái này thì lại tùy thuộc vào kinh nghiệm của mỗi người, hoặc là mình có một số mẹo như là mình cách từ cái bờ cũ nó ra khoảng bao nhiêu đấy mình cũng mình đắp. Đấy. Ở đây thì đồng ruộng này thì là không phải là đồng ruộng lầy mà là đồng ruộng cứng, nên là máy khi vào đây không cần phải đi tôn đi vịt gì cả, chỉ có là đi trần luôn thôi. Kể cả cái ruộng này máy đi xuống nó cũng không lầy lắm, vẫn là đi được vì đồng này nó cứng. Máy gặt đi được thì chắc chắn là máy xúc cũng đi được. Đấy. Cái đoạn này đất lấy ở trong phần bên kia thiếu, bắt đầu anh sẽ triển khai là lấy thêm đất ở cái phần ngoài ruộng này bạn, cào xuống để đắp. Đấy, cái đoạn này căn rất là khó này, căn làm sao để cho là
cái bờ nó được thẳng, nó thẳng lên tận trên đầu đầu trên kia cả, nó xa. Thì với một cái khoảng cách xa vậy thì phải có những cái mẹo nhất định thì mới có thể căn được, đúng không ạ? Vì là mình ngồi trên máy bao giờ mình nhìn nó cũng thẳng, nhưng mà xuống thì nó cong cong bèo bèo. Đấy. Có một số mẹo là mình chạy theo dọc cái bờ này. Đấy, chạy theo dọc cái bờ này, mình căn theo nó tâm. Ví dụ như là từ tầm xích ra đến vuông máy là bao nhiêu thì mình căn. Okay. Làm nội đồng này thì nó cũng rất là mát thôi. Đây, giữa một cánh đồng bao la bát ngát rộng lớn như thế này, hòa mình cùng thiên nhiên, nó rất là mát, không cần điều hòa cũng được. Nhưng vất vả mỗi tội là nó rất là buồn các bạn ạ. Đấy, làm nội đồng như vậy các bạn có thể thấy là đối với những cái anh nào mới học nghề, mới bắt đầu đi làm thì luôn luôn sẽ có người thôn trưởng hoặc người dân ở đây, người ta tức trục, người ta giám sát. Nhưng mà đây các bạn thấy ở đây quanh đây rộng lớn như vậy chả có ai, chỉ có mỗi một ông quay phim và một bác lái máy thôi, ngoài ra chả có ai ở khu này. Vì là máy ở đây người ta giao cho những người mà làm được việc rồi, nên người ta không có thể, người ta không thèm ra đây nữa, vì ra đây cũng không giúp được gì. Đấy, giao cho máy làm xong là khi nào xong thì người ta ra. Đấy, nên cái gọi là phải làm nét làm đẹp thì có nhiều người thuê, làm nét làm đẹp thì mới lấy được tiền nữa dần. Đây là một cái đoạn bờ này. Đây, bây giờ mình đã đi được vào sát cái phần mép bờ này các bạn. Đấy, mình nhìn thấy được là cái bờ này nó được nó thẳng như này. Đấy, đắp bờ này là đi làm cho dân, không câu giờ, nên là mình đắp cũng gọi là tương đối thôi. Còn nếu như mà muốn đắp thẳng như kẻ chỉ và phẳng như sân bay thì có lẽ là tốn thời gian nhiều hơn. Nhưng mà đi làm nội đồng nó chỉ cần tương xứng là chút xíu là được. Là cái mặt bờ này. Đấy, không quên là put những cái ta ly bên này để cho nó phẳng bờ. Đấy. Còn cái phần bờ kia thì tiện thể là máy đi dọn cỏ luôn cho người dân, để giúp cho là cỏ biết là không có mọc lên được nữa. Một cái đoạn kênh mương dài thế này mà không có một cái cọc nào cắm, gọi là làm căn theo cái kinh nghiệm và căn theo cái nghề của mình thôi. Khu bên đấy thì không có đắp đất lên, chỉ san gạt cỏ. Một cái đoạn bờ đã được thi công xong xuôi rồi. Nhìn trong video thì có vẻ nó hơi cong đúng không? Tại vì mình đang đứng ở một cái vị trí nó không được thuận lợi nên nhìn nó hơi cong cong một chút xíu. Đây, khùa lại cho lòng kênh nó sạch đất hơn. Đi làm nội đồng này rất là khó các bạn nha. Làm vừa lòng dân thì nó khó, chứ làm mất lòng dân thì dễ lắm. Mình đứng sát vào mép bờ này. Đó, mới có một đoạn này thôi, nhìn nó rất là phẳng phiu. Nối tiếp là những cái đoạn bờ bắt đầu đang được đắp này. Đấy. Đấy, cái chỗ mà cái cây lác đấy xúc lên là cái bờ cũ đấy. Đấy, bờ cũ đắp ra bờ mới đây, chả có cắm cây cắm cọc gì. Cứng nó để hình thành những cái bờ để làm chân, làm nền. Sau đó bác mới dùng đến cái bùn để bắt đầu vuốt và xoa cho cái bờ nó phẳng hơn.
Đi làm nội đồng này nó khó là khó cái lúc mà mình căn cái mép bờ làm sao để cho nó thẳng, và khó là mình không căn được cái mặt phẳng bờ, tại vì cái mặt phẳng thì các bạn đứng ở một cái vị trí nó quá xa với máy, nếu như mà làm không tốt ấy, thì sẽ bị đoạn bờ nâng cao, đoạn bờ bị thấp. Cái điểm nhấn cho cái bờ. Với phiên bản độ gần dài như thế này thì máy có thể đứng ở bên kia đắp thoải mái, cần hắn mà đắp ở đây thì chật vật đấy các bạn. Đấy, vừa lấy đất lên làm bờ, vừa khoi cho cái mương nó được sâu. Như vậy đây là một cái đoạn bờ mà anh ấy đã đắp xong xuôi các bạn này. Hiện tại máy sẽ phải di chuyển và đắp đến cuối đầu đường kia. Đấy, bây giờ thì sẽ làm chân và tiếp tục để đắp cái đường này. Làm đây thì đến tầm trưa, nắng thì nghỉ thôi. Kéo những cái phần đất ở ngoài ruộng này ra để bù lên trên cái bờ đang bị thiếu đất. Sau đó thì anh sẽ tiến hành là làm cái mặt của bờ. Đây là phẳng phiu. Đều tăm tắp như một luôn. Cái mặt bờ là làm xong thì sẽ đến làm phần ta ly của bờ. Đây là ta ly này. Đều như một luôn mà. Bác tài chúng ta, bác chủ máy sẽ tiến hành tiếp tục là đắp nốt của đoạn bờ còn lại. Mình sẽ trở lại với các bạn trong các video lần tiếp theo về chiếc Komatsu PC75U này nhé. Video của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn.
ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video lần tiếp theo.